Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Long Bình sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Ông Lê Hữu Danh, Phó Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ông Quỳnh Thanh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn dự hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Long Bình chủ động tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thông suốt đến nhân dân, đặc biệt vận động 25 hộ dân đồng thuận thực hiện di dời 41 bè, nhà nổi, neo đậu trùng và dược đường biên giới. Phối hợp Ủy ban nhân dân, hội đoàn thể tuyên truyền thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các chỉ tiêu tiêu chí xây dựng thị trấn Long Bình đạt chuẩn đô thị văn minh. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác vận động chăm lo đời sống người dân, Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Long Bình cùng các thành viên đã vận động được hơn 579 triệu đồng. Tổ chức các mới 8 căn nhà đại đoàn kết trị giá 280 triệu đồng. Cấp phát 315 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và hỗ trợ đột xuất 617 phần với tổng trị giá hơn 326 triệu đồng việc làm trên góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, cùng địa phương thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động vì người nghèo, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân chấp hành nghiêm luật biên giới quốc gia. Phát biểu tại hội nghị, ông Quỳnh Thanh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Long Bình đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn và các tổ chức thành viên tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, ra sót, nắm chắc các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo để kịp thời hỗ trợ, không để bỏ sót. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để công tác mặt trận ở thị trấn Long Bình đạt kết quả tốt hơn trong 6 tháng cuối năm. Ông Lê Hữu Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Âu Phú yêu cầu tiếp tục tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo cho hộ nghèo, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và chuẩn bị nội dung văn kiện nhân sự để tổ chức đại hội trong năm 2024.